kẻ ích kỷ. Tuấn tú làm sao? Hỡi chàng trai, chàng đang làm gì ở đây vậy? Bắn trượt mất rồi. Chào chàng trai. Chàng có thể nói cho em biết chàng đến từ đâu không? Vẻ đẹp của chàng đã cuốn hút tâm hồn em. Khoan đã chàng ơi, trái tim em đã thuộc về chàng. Hãy mang em đi theo. Nàng là ai? Đừng làm phiền ta nữa. Trên thế gian này yêu ai ngoài bản thân mình. Chàng ơi, chàng ơi. Này chàng trai, ta là nữ thần tình yêu. Cô gái mà lúc nãy chàng gặp đã trót yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì chàng không quan tâm đến tình cảm của cô ấy nên trái tim của cô ấy đang vỡ vụn. Chàng có thể quay lại an ủi nàng không? Tại sao ta phải quay lại? Việc cô ta yêu ta thì có liên quan gì tới ta đâu. Ta không yêu cô ta, ta không quan tâm tới cô ta. Hãy tránh đường cho ta đi. Hãy giúp cô ấy. Cô ấy vì nhớ thương chàng nên mỗi ngày một héo úa. Chàng hãy nhìn xem. Đó không phải là việc của ta. Thôi, ngươi đừng tiếp tục làm phiền ta nữa. Hãy tránh ra cho ta đi. Ngươi đã tỏ ra quá kiêu ngạo và không thèm để ý quan tâm đến tình cảm của người khác. Cách xử sự ngươi đã làm tổn thương đến trái tim nhạy cảm của nữ thần núi Echo xinh đẹp. Chẳng thể, ngươi không thấy xử sự như vậy là quá đáng sao? Ta không có lỗi gì cả. Tại sao ta phải để tâm tới cô ấy chứ? Ta chính là nữ thần hạnh phúc. Sự kiêu ngạo của anh không những làm tổn thương nữ thần núi mà còn xúc phạm đến ta. Ta nguyền cho anh sẽ yêu phải một người mà người đó sẽ không yêu anh. Anh sẽ phải chịu đau khổ như nữ thần núi Echo. Ta sẽ không bao giờ vấp phải lời nguyền đó đâu. Vì ngoài chính bản thân ta, ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu ai cả. Bản thân ta đã quá đẹp đẽ và hoàn hảo. Sẽ không ai xứng đáng để ta yêu ngoài bản thân mình. Người quả thật là người đàn ông kiêu ngạo nhất thế gian. Một người kiêu ngạo và không yêu ai cả, không xứng đáng để có được hạnh phúc. Thôi, các ngươi đừng chặn đường làm phiền ta nữa. Hãy tránh ra để ta đi. Ngươi sẽ nhận được những gì mà ngươi đáng được hưởng. Chà, may quá, có con sông. Ta phải xuống đó múc nước uống mới được. Ôi, sao lại có người đẹp như này? Hãy đến với ta, hỏi người yêu dấu. Ôi, sao lại lạnh lẽo thế này? Người yêu dấu đâu rồi? Người yêu dấu ơi, đừng bỏ ta đi. Người tôi yêu đây rồi. Làm sao để người đến với ta bây giờ? Sao chúng ta lại cứ bị ngăn cách bởi mặt nước lạnh lẽo thế này? Trời ơi, ai còn có thể đau khổ hơn ta được đây? Vì sao chúng ta không thể đến được với nhau? Ôi, hay bóng hình này chính là ta chứ không phải là ai khác. Ta đã yêu chính bản thân ta mất rồi. Ôi, ta mệt quá. Người yêu ơi, chỉ có cái chết mới chấm dứt được cuộc tình đau khổ này. Không, không, người không thể biến mất được. Ít ra người hãy để ta ngắm nhìn người thêm lần nữa. Đừng đi, đừng rời bỏ ta. Trời ơi, ta mệt quá. Vĩnh biệt. Thật tội nghiệp. Một kẻ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, tất sẽ chết vùi trong cô đơn và tuyệt vọng. Sự ra đời của Coca-Cola. Cuối thế kỷ thứ 19, tại bang Georgia, nước Mỹ, tiến sĩ John Pemberton qua nhiều lần thí nghiệm
đã điều chế thành công một loại thuốc nước đặc trị đau đầu. Xin chào. Vâng, xin chào ngài. Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Ồ, tôi đang cảm thấy rất đau đầu. Anh làm ơn cho tôi mua thuốc nước đặc trị với. Xin ngài đợi một chút ạ. Thôi chết, thuốc hết sạch mất rồi. Tiến sĩ John lại đi vắng, mà vị khách kia thì đang cần. Đây rồi, mình phải pha chế vậy. Pha với lọ nào đi? Hình như là lọ này thì phải. Mình nhớ tiến sĩ John đặt nó ở đây mà. Đúng là lọ này rồi. Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu. Thuốc của ngài đây ạ. Không sao, cảm ơn anh nhiều. Chào anh. Hôm qua bạn tôi mua ở tiệm anh một loại thuốc nước. Tôi uống thử thấy vị khá ngon, lại có thể giải khát. Anh cho tôi mua vài bình giống như vậy với. Ừ, ngài đợi tôi một chút nhé. Mình đã pha với bình nào? Sao không ra được màu đỏ hôm qua? Trời ơi, sao lâu thế? Chờ được anh thì tôi cũng chết thét rồi. Có chuyện gì vậy thưa ông? Thưa ngài, khách muốn mua thuốc nước trị đau đầu, nhưng đã bán hết cả rồi ạ. Xin ngài thông cảm, anh ta chỉ bán thuốc chứ không biết pha chế. Xin ngài đợi một chút, tôi mang ra ngay. Đây không phải vị nước mà tôi đã uống. Đây chính là thuốc nước đặc trị đau đầu. Đích thân tôi pha chế mà. Tôi đã nói là không phải. Tôi cần thứ nước màu đỏ mà bạn tôi mua hôm qua. Thôi, tôi không mua nữa đâu. Chuyện là thế nào hả cậu Paul? Sao lại có thứ nước màu đỏ? Thưa ngài, hôm qua có vị khách cần mua gấp thuốc nước trị đau đầu, nhưng ngài lại đi vắng. Nên tôi đã mạo phép tự pha chế. Có lẽ tôi đã pha nhầm. Nhưng ông khách vừa rồi lại cứ nặng nặc đòi mua thứ nước giống như vậy để uống giải khát. Tôi không thể nhớ nổi mình đã pha chế thế nào. Ông ta nói là mua để giải khát à? Vâng, thưa ngài. Ông ấy còn khen vị nước màu đỏ ấy rất ngon. Vậy à, nước màu đỏ mà uống lại rất ngon sao? Đây rồi, chắc hẳn là dung dịch này. Chà chà, hay, mùi vị rất lạ. Bán cho tôi hai bình nước giải khát đi. Ừ, có ngay. Có phải nước này không? Đúng, đúng là nó rồi. Ngày qua ngày, tiến sĩ John đã chế tạo thành công loại nước uống màu đỏ, có mùi vị kỳ lạ mà lại rất ngon, được nhiều người ưa thích. Thành công của cửa hàng ngày hôm nay chính là nhờ công lớn của anh đấy, Paul ạ. Tôi có làm gì đâu thưa ông chủ. Tất cả là nhờ ông chủ đã ngày đêm dày công nghiên cứu đấy chứ. Không, nếu không có sự nhầm lẫn thú vị của anh, thì trí sáng tạo của tôi hẳn vẫn ngủ quên đâu đó trong phòng thí nghiệm. Thế mới biết, nhiều khi cơ hội đến thật bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có đủ năng lực, trí tuệ, để cơ hội không tuột mất một cách lãng phí thưa ngài. Cơ hội sẽ tới khi chúng ta cố gắng miệt mài. Đây là món quà nhân ngày lễ tạ ơn từ một người biết các bạn đang cần và muốn các bạn hiểu rằng các bạn được quan tâm và yêu mến. Rất cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là chúng tôi không thể nhận món quà này nếu không biết người gửi. Tôi chỉ là người mang đến hộ, chúc gia đình luôn no đủ và an lành. Ba nhìn xem này, giỏ thức ăn ngon quá. Chú ấy thật là tốt bụng. Ba không quen chú ấy à? Bạn và gia đình bạn xứng đáng có nó. Hãy biết rằng các bạn luôn được yêu thương, và một ngày nào đó nếu có cơ hội, hãy làm điều tương tự với những người khác. Lời nhắn từ một người bạn. Đó đúng là một người bạn tốt. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt. Con hãy luôn nhớ ngày hôm nay con nhé. Dạ.
Peter, Peter. Sao thế? Hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Cậu có kế hoạch gì chưa? Thì vẫn phải đi làm thêm. Đến nhà mình đi, cậu luôn được ba mẹ mình chào đón đó. Hôm nay thì mình bận rồi. Cảm ơn cậu nha. Hôm khác mình sẽ đến với cậu và các bác. Tạm biệt. Mình để lại một ít đủ cho ngày hôm nay là được rồi. Xin chào, có người gửi cho bà món quà này nhân lễ tạ ơn. Ơi, thích quá, thích quá. Không, không, tôi chỉ là người giao hàng. Đây là món quà từ một người bạn. Chúc gia đình một mùa đông ấm áp, một lễ tạ ơn an lành. Mẹ ơi, con đói. Ngoan nào, tối mẹ mua bánh cho các con nha. Bạn và gia đình bạn xứng đáng nhận món quà này. Hãy biết rằng các bạn luôn được yêu thương. Và nếu mai này có cơ hội, hãy làm điều tương tự đối với những người khác. Mỗi lần nhìn thấy những nụ cười ấy, mình rất vui. Cuộc sống này còn rất nhiều ý nghĩa. Tiếp tục nào Peter. Lòng tốt là thứ dễ lây lan. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.